Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ năm ngày mùng 2 tháng 5, ngày thứ 799 của cuộc chiến Ukraine. Vâng, hôm nay chính thức ngày lễ đã hết, chúng tôi xin chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Dù sao thì ngày mai cũng đến cuối tuần đến nơi rồi. Lại tiếp tục nghỉ tơi bời vài ngày nữa vâng ngày mùng một tháng 5, ngày quốc tế lao động cho nên là người nga đã có một ngày lao động uh, rất tích cực trên chiến trường hôm nay thì chúng ta sẽ đến ngay với chiến trường với những thông tin uh, vâng uh, rất là sôi động có thể nói rằng là chiến cuộc nó diễn ra theo một cái nhịp nó quá căng đúng không ạ những người yếu tim không đủ sức để mà có thể theo kịp cái, 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 cái chiến cuộc này từ ngày nga phát động hướng tấn công ochiretine và chiến thuật nở hoa của họ uh, làm cho ukraine xây sầm mặt mày và khán thính giả theo dõi chương trình của chúng tôi thì cũng hoa mắt trong mặt. Vâng, đây rồi. Thành phố này chúng tôi xin chính thức gọi nó là thành phố tổng lãnh thiên thần, quý vị ạ. Đây, tôi nghiệm ra này. Ark Angel. Đấy, không phải là Argentina là tất nhiên rồi. Và cũng không phải là Arkhanesken như nhiều người ví dụ. Nó là viết của cái chữ Ark và chữ Angel. Angel trong tiếng Anh có nghĩa là thiên thần. Ark có nghĩa là chùm đấy. À, mình gọi là tổng lãnh thiên thần. Tổng lãnh thiên thần ở trong kinh thánh là cái ông Michael đấy, người đứng đầu của cái phe thiên thần tốt bụng đại loại như vậy và diễn ra một cái cuộc chiến đấu kéo hàng tỷ năm với lại cái tổng lãnh thiên thần phe bóng tối là Gabriel. Và bây giờ các ông ấy vẫn đánh nhau ở đâu đấy. Nhưng mà chúng ta có thành phố tổng lãnh thiên thần và như vậy quý vị có thể nhìn thấy trên bản đồ thành phố của ông Michael đã sụp đổ đúng không ạ? Và mà đang sụp đổ. <laughs> rất thú vị. ở đây thì chúng tôi cũng không cần vẽ vời gì nữa quý vị. ạ, à, cách đây một ngày đúng không ạ? chiều hôm qua chúng ta còn nhìn thấy nó ở đây cơ. đấy. thế nhưng mà bây giờ thì cả vùng xám lẫn vùng uh, cà phê là dâng hết đến toàn bộ cái mặt trận của phía bắc rất xa ceramic so với chiều hôm qua đã thêm gần một km nữa và từ điểm cao nhất của họ sang bên phía sát với trung tâm của thành phố thiên thần đúng không ạ? Sang bên phía bên này, đầu bờ sông, tới tít khu vực này còn vài trăm mét nữa, vào uh, Novo Andriivka. Phía phía bắc cũng tiến thêm một km nữa về phía tây của Agenza. Bây giờ chỉ còn cái khu vực này rất nhiều bãi mìn, uh, Ukraina nữa thôi. Và trận địa rất khó vượt qua, uh, vì hai sông, uh, sông ngoài dày đặc, và trên dưới đều có sông. Đấy, uh, rừng, rú, vân vân, cao điểm nữa. Đây cũng là một cái cao điểm, uh, nhìn chung là toàn bộ khu vực này là cao điểm. Nhưng cao điểm của Chiretine thì phần phía bắc của nó đến đây, phần phía tây bắc của nó đến tít đây nhưng mà phần cao nhất nó nằm ở đây. Và chúng ta thấy rằng là phía Nga họ đang cố vươn lên, đúng không ạ, giải quyết tất cả những khu khu vực cao điểm. Thế nhưng mà Ukraine cũng không giữ được. Vậy là chúng ta có tâm điểm đầu tiên trong sáng ngày hôm nay, quân Nga đã tiến khoảng độ 2 km về phía đông bắc vào trung tâm của Archangel. Hiện nay thì bản đồ này thì cho biết rằng là họ đã tiến vào khu vực trung tâm giao tranh dữ dội ở khu vực trung tâm. Nhưng mà theo nhiều thông tin từ phía thân nga thì họ đã đẩy quân ukraine tháo lui khỏi thành phố ở phía này, ở toàn bộ cái khu vực phía dưới của bờ sông. Đấy. Đây là một phần quan đây là phần quan trọng nhất và là phần đô thị. Còn phần còn lại thì nó cũng là cao điểm và nó ở phía bên kia bờ sông. Nhưng mà chúng ta thấy rất rõ rằng là cái phần dưới mới là cái phần mà nó đáng đồng tiền bát gạo. Để tiến về phía đông bắc, thế còn cái phía tây bắc của họ thì tất nhiên là nó cũng quan trọng nhưng mà à, phía Nga à, tôi vẫn thấy rằng là họ có hướng tiến về phía bắc nhiều hơn. Cho nên với việc sụp đổ khu đô thị của các này chắc chắn sẽ đẩy Ukraine vào tình thối cực kỳ ngặt nghèo. Bây giờ đang rất là nguy kịch rồi. Như hôm qua chúng ta đã thấy là nga có khả năng vòng lên hướng tây, đúng không ạ? Để tập kích từ hướng tây sang. Và sau khi phía nga dâng lên cái vực hướng tây này, thì thành phố này đánh nhau không được bao lâu. Mặc dù họ chưa tiến vào, nhưng có vẻ quân đội ukraine tinh thần ở đây xuống cực kỳ thấp. Mà sau những loạt pháo liên tục của phía nga áp đảo trong suốt mấy ngày vừa qua, họ chỉ tấn công đến cửa ngõ mà thôi. Khi họ dâng lên phía này và mất cái cánh bên này quan trọng dẫn tới việc là quân lính trong thành với sức ép ác liệt của phía Nga không khả năng rút lui, họ có thể bị bao vây lúc nào không biết, cho nên là họ đã chọn cách rút về tuyến sau. Đồng thời là nghe nói phía Nga đã sử dụng các đoàn tấn công chiến thuật để loại bỏ khá nhiều những người chỉ huy ở tầm thấp của các cái đội quân đang trực chiến, cho nên dẫn tới một cái sự hỗn loạn trong cái đội hình của Ukraine. Vậy thì bây giờ công tác dọn dẹp đang diễn ra ở trong các khu vực thành phố thiên thần của chúng ta và có khả năng thì trong vòng 24 giờ tới nó sẽ chuyển hoàn toàn phần kiểm soát trong khu vực đô thị về phía tay phía nga. Bây giờ thì quân Ukraine đang rút về cái tuyến phía bắc ở đây để hình thành cái thế trận bảo vệ ở khu vực này và tôi đoán là nó cũng chỉ tạm thời thôi bởi vì bị mục tiêu tiếp theo thì một là phía nga tiến về hướng tây bắc hai là hướng đông bắc nhưng mà khả năng hướng đông bắc thì nhiều hơn bởi vì phía tây thì nó có cả cái pháo đài ở đó phía nga có rất nhiều tham vọng phía tây nhưng mà phía tây thì rõ ràng là họ phải đưa cái nguồn lực dự trữ đi theo thì họ mới có thể tấn công lên được thế còn phía này nó khá gần với lại cánh bên phải vốn có đường quốc lộ ngay bên cạnh họ cũng đang dần tuyến lên dần dần và hướng này họ sẽ uy hiếp với những cái thị trấn làng mạc ở phía sau khá gần, chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ thì cánh bên này thì như chúng ta đã thấy là phía Nga đã chiếm được một cái khoảng vô cùng rộng lớn. Nếu mà tính theo những cái diện tích họ đã chiếm được trong 12 giờ đồng hồ thì có thể nói là một cái kỷ lục đúng không ạ? Trừ trận Adipka sụp đổ thôi. Họ đã tiến vài km và ở trong một cái lòng chảo cũng rất là dày. 4 5 km ở đây 1 km như vậy là nó phải đến gần chục km vuông ở cái khu vực này. Và bây giờ thì họ đang men theo cái con cái cánh rừng cộng với cao điểm để tiến xa lên phía trên. Đồng thời là cánh bên này họ cũng ngoẹo về phía đằng sau của AAC Có khả năng là họ sẽ bảo vệ cái cụm quân còn lại của Cana ở khu vực này. Còn hướng bên này thì chúng tôi không biết là Nga có tiến vào được không bởi vì rất nhiều bãi mịt như chúng tôi đã nói còn phần này thì đương nhiên dưới bờ sông rồi bờ sông nó đây quý vị ạ, cho nên là họ cũng chẳng vội gì phải đánh đúng không ạ tất cả quân ukraine mà không rút ở khu vực này thì cũng tự chết đói thôi như vậy là một cái uh, mũi tấn công của phía nga uh, trong cái khoảng chuột của chúng tôi đúng không ạ vừa liên quan tới chiếm đóng lãnh thổ vừa liên quan tới việc là đẩy lui Ukraine ra khỏi một cái vùng cực kỳ rộng lớn đấy một cái mũi cực kỳ thành công có là đây là dạng một dạng tốc độ kỷ lục về tiến quân đấy nếu như nó là một cái ngày tiến quân và một cái hướng bình thường mới đúng ạ chứ mình không nói về những ngày như kiểu Adipka thời đầu và nga đã tạo được một cái bàn đạp chiến lược cực kỳ và quan trọng liên quan tới khu vực phía bắc bây giờ chúng ta hãy nhìn về sau nó là gì về sau nó chỉ còn kalinove và star microminicrolyka uh, vâng chỉ còn hai thành như thế thôi làm phía nga đã có thể tiến khá xa uh, về cái khu vực uh, cắt đường quốc lộ ở phía trên đúng không ạ à, hai thành quan trọng bây giờ thì ukraine đang khẩn trương đào chiến hào công sự ở kalinove họ phải quyết giữ được cái khu vực này Nhìn chung là các thành đằng sau trên con đường nó khá thoáng. À, phía nga sẽ lợi dụng cái trận địa này để mà tiến về cái khu vực phía bắc Konstantinivka và bao vây toàn bộ cụm quân của Ukraine trong lòng chảo New York ở phía bên phải của cái khu vực này. À, và rất thành công, đúng không ạ? Không thể nói cái hết cái sự thành công của phía nga trong những ngày gần đây. Bây giờ thì phía nga chắc chắn rằng là đang chuẩn bị cho một cái thế trận để tấn công vào cái ngã tư còn lại ở cái đường quốc lộ dẫn lên con Stintinuka này. Họ sẽ dâng hai sườn ở hướng Novo bên này, Novo Kalinova bên này, tức là vùng Ceramic này, lên cao. Đấy, để mà ép cụm quân Ukraine trong khu vực này phải rút lui về phía sau. Đồng thời cánh của họ ở phía này sẽ dâng rất nhanh, tiến về đằng sau, đúng không ạ? Khiến cho cụm quân Ukraine to lớn ở đây sẽ phải ép, phải sẽ phải rút về phía bên phải. Đây là cái cách tấn công của phía Nga chúng ta đã nhìn thấy họ làm rất là thành công ở khu vực bên trái rồi. Và rồi cái khu vực này rất choán ngợp và chúng ta sẽ đến với khu vực bên trái. Bên trái thì rõ ràng hướng tấn công ngày hôm qua nó cũng quá oách xà lách đối với phía Nga. Cũng một mũi tên tấn công quá nhanh, khoảng 2 km đúng không ạ? Chiếm cái hai đường chiếm cái sự liên thủ của Novo Alexander với lại cái đường quốc lộ ở phía dưới. Cắt này và tiến đẩy Ukraine vào tận khu vực bên trong đô thị Rồi dâng mũi tấn công lên vài km về hướng phía đông của thị trấn này Ở đây thì Nga sẽ phải đối mặt với một cái trận địa khá phức tạp của Ukraine Họ rằng từ bên này sang bên này Như vậy họ sẽ phải vượt qua khu vực này để vừa uh, tiến về phía đông uh, Vây hép phần còn lại của Agenza Đồng thời là họ uh, có một cái mũi bao vây uh, phía tây của Novo Alexander như nhân thì như chúng ta đã biết là hướng tấn công này của Nga à, thì cơ bản họ tấn công rất nhanh, hổ báo ra đây để mà chiếm cái cao điểm quan trọng nhất của toàn chơi vùng này. Nó còn cao điểm hơn cả Ocheretine và không ngờ là họ đã quá thành công đúng không ạ? Thì bây giờ họ gây sức ép ra nhiều hướng à, cơ bản chúng ta vẫn thấy rằng là họ chiếm để chủ yếu là một cái bàn đạp và cố thủ bởi ở cái vị trí này Ukraine không thể đánh bật Nga ra nhưng đồng thời nga có thể uy hiếp được rất nhiều hướng và mặt trận này thì nga sẽ chặn chân ukraine có khả năng họ cũng chưa đánh ngay vào những cái khu vực này bởi vì rất khó khi nở hoa thì rõ ràng kiểu gì ukraine cũng có một cái tuyến rất mạnh và cái tuyến đấy thì nó phải giữ bằng được cái vùng poprok đằng sau đúng không ạ và nó chính là cái hướng hơi nằm chích chích lên khu vực tây bắc này đấy hướng này chắc chắn là nga sẽ rất khó để có thể vượt qua và cái điểm khởi đầu của nó sẽ là khu vực novo uh, alexander cho nên nga đã nhanh chóng chiếm cái này để dần dần họ mở rộng cái trận địa vòng xoáy chôn ốc ra phía ngoài à, củng cố nhìn chung đây nó sẽ là một cái pháo đài bất tử của phía nga và chừng nào mà nga còn mở rộng còn giữ và mở rộng được cái này thì toàn bộ cái mặt trận này của nga còn sẽ tiếp tục gây cho chúng ta những cơn chóng mặt mới như vậy thì trong đêm ngày hôm qua thì phía Nga đã tiến được thêm một khoảng độ bằng chiều ngay 1,5 km, chiều dài khoảng 1 km thẳng về hướng Bắc, đúng không ạ? Về hướng Đông của Nova Alexander, còn hướng này của họ, họ đẩy lui Ukraine vào khu vực tây sát à, thị trấn, còn khu vực này Ukraine cũng mất cái con đường này rồi. Và trận địa phía dưới của họ thì đã vượt qua đường sắt để chạy tít ra gần ngã ba. À, nhìn chung là vâng, rất vững chắc bên dưới cánh rừng thì phía Nga cũng đã đẩy Ukraine ra hết khỏi các khu vực cánh rừng và vào cái sát trận địa phía bắc của làng Sokin. Còn trong đêm thì ở uh, cánh quân Solo VOV đã tạo ra một cái đột phá cũng rất nhanh, tiến thêm hơn 1 km vào tới cửa ngõ của làng Sokin, làng uh, phòng thủ, tuyến phòng thủ quan trọng đầu tiên của phía Ukraine ở hướng chính tây của Ochiretine. là chúng ta thấy họ đang bảo vệ cái cung đường này. Cũng là cái cung đường mà nối với lại cái cung đường sắt dẫn tới vùng Poros quan trọng ở phương chính Tây Bây giờ thì Nga đã tiến ra đến đây Như vậy là họ chỉ cần cắt những cái đường tàu và cái cánh rừng này một đoạn là vào cái cửa làng của Sokin Và hình thành phía Nga ít nhất trong thời gian tới họ sẽ hình thành một cái trận địa như thế này Để mà uh, củng cố cái trận địa từ trên xuống phía dưới Đồng thời che chở cánh quân của họ sẽ tiến về hướng phía Tây Nam Ở phía bờ hồ phía trên còn hôm qua thì chúng ta đã thấy là buổi chiều họ đã tấn công theo hướng này và họ đánh bật Ukraine ra hết toàn bộ khu vực rộng lớn của phía nam của novo bakhmut Ukraina đã phải rút về Novo-Proposke. Như vậy là chỗ này chúng ta sẽ thấy là Nga tiến quân rất nhanh và vùng kiểm soát của họ vào đúng cái trục đường thì có nghĩa rằng các cái phần bên cạnh nó đang làm nọt thỏm vào trong phía trận địa của phía Nga. À, bây giờ thì ukraine đã rút hết ra rồi công tác dọn dẹp có lẽ bây giờ đang tiến hành và chỉ những giờ sắp tới chúng ta sẽ thấy là phía nga sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực này để áp về hai phía sokin và các mũi tấn công của nga nếu xuất kích được ở hướng bên trái bờ sông thì novopropovsk sẽ nằm lọt thỏm ở trong ba hướng tấn công từ bên này bờ sông từ bên phía đông bắc xuống đặc biệt là hướng phía tây sẽ có vài cánh quân tướng ra à, rất nhanh và như vậy là rõ ràng, đúng không ạ, là cái sự sụp đổ ở tuyến phía Nam. Đây là một tuyến mà Ukraine đã có sự phòng bị, quý vị nhé. Bên trên thì nó quan trọng hơn nhiều, nhưng mà họ đã bị mất OJTN quá bất ngờ, cho nên họ đã không thể nào tổ chức tuyến phòng thủ được ở phía Tây Bắc và phía Đông Bắc, đúng không ạ, dẫn tới mất toàn bộ khu vực này, nó quá bất ngờ. Nhưng ở đây thì họ không có bất ngờ tí nào, bởi vì là đây là mặt trận mà họ đã xây dựng từ khi adipka nó sụp đổ ở phía trong cho nên là bây giờ họ đã uh, có cái sự phòng thủ uh, khá là chắc chỉ có điều rằng là cái tuyến đầu của nó ấy, thì đã bị phía nga cắt cái đầu rồi đấy tuyến phòng thủ đầu tiên nó nằm chạy dọc theo cái khu vực này bây giờ thì họ đã phải di rời cái khu vực này tới đằng sau đây và nó sẽ nằm theo cái hướng như thế này à, dù sao thì uh, cũng có một cái sự uh, chủ động đúng không ạ thế nhưng mà thế trận này thì nó cũng không biết thế nào được Chúng ta có thể nhìn thấy rằng nếu như Nga giải quyết được cái khu vực này thì bản thân cái phần bên dưới của Ukraine, tức là trong cái uh, mình gọi là trong cái túi hỏa lực của phía Nga đây, chỗ này cũng rất là khó để có thể thoát. Như vậy là đây chúng ta có ba hướng để tổng kết lại cái mũi phía Bắc của phía Nga. Uh, vậy là gì? Ờ, tất nhiên chúng ta chỉ là suy đoán thôi theo một cái ví dụ đây là tôi tất cả từ trước đến giờ tôi suy đoán là bởi vì tôi đặt mình vào cái vị trí của cái người đánh tận chỉ huy của nga đúng không ạ chứ còn là nó cũng không dựa vào cái gì cả thì tôi sẽ tuyến theo cái hướng này rất nhanh giống như những ngày vừa qua nó sẽ dẫn tới một cái sự sụp đổ ở khu vực này đồng thời cánh quân bên này cũng sẽ tiến về theo đường quốc lộ đúng không ạ khu vực này thì tấn công uy hiếp vào đây và mở rộng cái địa bàn dần dần ra ở khu vực phía tây để mà uy hiếp đồng thời là đánh vào khu vực trung tâm để mà cứ trận chỗ nào mà bị bế tắc mà chậm lại thì ngay lập tức đổ quân đánh ở khu vực này đánh ở khu vực này thì khiến ukraine sẽ phải dồn hết quân ở đây ra chặn ở hướng này và nếu như mà ukraine dồn ra đây thì lại quay trở lại đánh lại các cái khu vực này thật mạnh còn hướng thứ ba đây là hướng 1, hướng 2, hướng 3 thì đây là cái hướng mà Nga tiếp tục duy trì tấn công trên cái cường độ quy mô vừa và nhỏ nhưng mà gây sức ép liên miên và tiếp tục mở rộng đánh chiếm như bình thường. Có nghĩa là như là những gì họ làm cách đây 5 6 tuần, không cần quá vội đúng không ạ? Và chúng ta thấy là Nga chỉ cần làm việc đó thôi thì dần dần họ sẽ chiếm toàn bộ khu vực đến hết bờ hồ này, đến tới cái thằng đằng sau thành nét Talnove và khu vực này thì họ có muốn đánh nhanh thì cũng không đánh được bởi vì cơ bản là nó phải nó chỉ tấn công được đến khu vực này thôi. Sau đó thì phải vượt qua sông Ngòi Hồ Hiếc và chiến tuyến. Vậy thì cái điều quan trọng là phía Nga họ sẽ phải gây sức ép cực lớn đối với những thành còn lại khu vực đây để họ rảnh uh, tay họ làm những cái khu vực khác mà đặc biệt là cái cánh phía bên uh, hướng bắc. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có những bước tiến thần tốc ở đây chúng ta sẽ có sự củng cố, mở rộng dần dần, vững chắc, đồng thời đe dọa nhiều thứ cùng lúc. Ở đây, ở phía dưới, tiếp tục câu kéo Ukraine vào, đúng không ạ? Đánh được cái đầu đánh mà chiếm được cái đầu thì chiếm. Mà chúng ta đã nhìn cái đó nó rất rõ trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì trận địa của phía Ukraine đã bị tụt vào qua khu vực trung tâm Netalove rồi. Họ đã gần như là không thể giữ được cái thị trấn này. Để mà chặn bước tiến của Nga nữa, chỉ là dây dưa để không cho phía Nga tiến sâu mà thôi còn phía nga thì cũng không vội vàng họ đang chờ cánh quân ập từ phía trên xuống phía trên xuống thì cơ bản umanske không cần đánh phải rút còn bây giờ nếu họ cố đánh họ sẽ đối mặt với lại đạo quân ukraine phòng thủ rất là kiên cố ở khu vực này nhờ lợi thế sông hồ là chính nhưng nếu cánh quân ở trên ập xuống thì tất nhiên đúng không ạ chúng ta sẽ thấy nga chỉ cần làm một cái mũi tam giác ở đây ra thôi đồng thời chia rẽ ba sự liên kết của ba thành cắt tất cả những cái tuyến đường tiếp tế bây giờ họ đang cắt cầu ở các cái khu vực này cắt ở khu vực này cắt ở phía dưới rồi thì như vậy là Umanské nó sẽ tự khắc nó bong ở đây có một cái con sông như vậy là nếu còn cái cầu nào mà nga cắt đốt thì nó cũng sẽ tự khắc nó rụng thôi vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy những mũi tấn công của phía nga sẽ hướng từ khu vực Semenovka cộng với Novo Propovsky. đến đây thì họ sẽ bẻ lên đúng không ạ phối hợp với ba hướng còn lại và khiến cái thành này cũng không đánh mà tự toang Vâng, chúng tôi hay để ý rằng là phía Nga rất lạm dụng thế trận không đánh, đúng không ạ? Không đánh trực tiếp nhưng mà Ukraine sẽ toang rất nhiều. Trong đó điển hình là Ceramic và Novo Kalinova. Chúng ta thấy rằng là uh, trước đây nếu mà Nga đã từng tấn công thời Adipka nó chưa sụp đổ ấy, từ đợt đầu năm ngoái cơ. Nhưng mà đánh như thế này mãi, đúng không ạ? Hai bên cò kè mãi, thậm chí là hai bên tổn thất nhiều, không ăn thua. Thế nhưng mà khi họ đánh lên đây rồi và họ đánh lên đây theo cái bên ngoại ô bên ngoài này thì tự nhiên hai thành này nó rút chạy không cần phải đánh trận nào cả đúng nhất là không đánh trận nào chỉ có ép từ các hướng này thôi đấy và ép mang tính chất là dọa thôi nhưng mà cái cũng rút và trong quá trình rút đi thì bị phía nga truy kích tàn quân và hậu quân và bên sườn đúng không ạ tổn thất rất lớn như vậy thì thời gian tới họ cũng sẽ làm cái việc đó và ở đây thì nó là còn địa hình quá lý tưởng cho cái việc đấy không cần phải đánh đấm gì đấy. chỉ cần chống dòng cờ mở thôi Usmanske, Umanske phía nam đã mất, không còn đường về, chỉ còn đường hướng phía bắc, hướng phía tây nữa thôi, đúng không ạ? bị hết cắt, hết cầu rồi. Và nếu mà nga mà gọi là ngạnh công, thì họ sẽ gặp một cái sức kháng cự cực kịch ác liệt, quân đối đầu với nhau. Thế còn nếu như mà họ đánh theo kiểu mà chúng ta nói, thì họ chỉ phải đánh với lại tàn quân thôi. Và tất nhiên chúng ta sẽ biết kết quả của những trận đấy đâu đấy từ trước, đúng không ạ? Nhìn chung là rất thành công, bởi vì phía nga họ vẫn duy trì một cái quan điểm rằng là đây chưa phải là cái giai đoạn mà chấp nhận những tổn thất chưa cần thiết. Rất giỏi đấy quý vị ạ. Phải nói thật là một cái mặt trận dài hàng nhiều trăm km mà có thể thao túng các điểm liên kết với nhau để dẫn tới những cái việc đánh chiếm một cách khá dễ dàng. Nếu mà so với chiến thuật của Ukraine chúng ta thấy nó một trời một vực đúng không ạ? Tất nhiên là trong cái thế trận này thì Ukraine cũng rất khó để có thể thể hiện được một cái sự gọi là linh hoạt trong cái chiến thuật. Phía Nga bây giờ ấy, thì họ chỉ cần tránh một điều là tránh cái trường hợp mà qua kiêu binh ấy. Kiêu binh mà để Ukraine lọt vào ổ phục kích, Ukraine được bố trí sẵn mà bị phía Nga, Ukraine vùi dập một cánh quân ấy. Thì họ sẽ mất tất cả toàn bộ cái cái động lực trên toàn bộ một cái hướng quân. Ví dụ như cả cái vùng này, đúng không ạ? nếu mà bị Ukraine phản công này, cắt đi một cái cụm quân lớn này, rồi là phục kích khi mà trên đường truy kích vân vân thì nó sẽ gây hiệu ứng như thế. Đấy là một cái rủi ro duy nhất của cái người cầm quân của Nga hướng này. Như vậy chúng ta đã có mặt trận Adipka với 430 tổn thất à, gấp 3 lần so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua tức là ngày 30 tháng 4 của họ ấy, thì chỉ có đâu đến một trăm mấy chục thôi. Bây giờ đã tăng đến gấp 3 trong ngày lễ mùng 1 tháng 5. Như vậy là Ukraine muốn nghỉ nhưng mà Nga không cho nghỉ, đúng không ạ? Họ đã đánh cả ngày lễ luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ lên khu vực phía Bắc với đột phá của phía Nga trong ngày hôm qua đến khu uh, bờ sông. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là Nga tiếp tục tiến rồi. Đúng như là lời uh, vàng chúng ta đã nói, đúng không ạ? Là sau khi Nga tiến tới khu vực này, họ đánh từ dưới lên, Ukraine đã cũng sẽ phải rút luôn khỏi khu vực phía Nam, cao điểm quan trọng nhất của uh, uh, vùng uh, Chazip xa bên sông. Vâng, thế này thì cũng mất rồi quý vị ạ. Đúng ạ. Như này thì không chạy được nữa rồi. Vâng, phía dưới thì không có gì thay đổi nhưng cơ bản nó cũng đến sát bờ sông. Mũi đột phá này nó vào đúng cái điểm có thể vượt qua sông quý vị ạ. Đây nó có điểm nó như kiểu nó có một cái 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 cửa đấy. Cái cửa để cho cái kênh nó có thể là xe cộ chạy qua đấy quý vị. Mình gọi nôm na nó gần giống cái cầu đúng không ạ? Cầu nhỏ đấy. Ở đây có một này, ở đây có một nữa này. Leo 1 là ngày xưa Ukraine đã theo cái đường này để tiến công vào vùng uh, Kikitsa. Sau đó đã bị phía Nga tập kích vào cái điểm mà xe có thể chạy được qua đây này. Khiến Ukraine tổn thất lớn. Bây giờ Nga đã đột kích đúng vào khu vực đấy. Quân họ đã tiến sang bên này bờ sông. Uh, một cái mũi công nho nhỏ nào đó. Còn ở trên nó còn một cái mũi nữa. Ở phía bắc của Kaliniva. Như vậy là gì? Như vậy là chốt lại khu vực này. Sau khi Nga đã mở một mũi tấn công đột phá vào khu vực sát bờ kênh. Rồi từ đây họ đã tấn công lên tận phía trên và phía dưới. Đúng không ạ. Phía dưới thì chúng ta cũng có khả năng nhìn thấy những cái thay đổi trong thời gian ngắn tới. Nhưng mũi công phía trên của họ quá thành công. Bây giờ đã giáp sát vào cái phía nam rồi uh, của thị trấn. Cắt đường này của Ukraine rồi. Và đánh thốc theo bờ kênh đánh lên rồi. Như vậy là Ukraine sẽ không chạy được toàn bộ quân ở phía bên này họ ukraine bây giờ không những thế ngày hôm qua nga còn quay trở lại họ tấn công thẳng vào hướng phía đông và ukraine rất thú vị là họ không có chạy sang bên bờ sông một là có khả năng đã bị phía nga phục kích hỏa lực ở toàn bộ cái cách này cho nên là họ đã rút lên khu vực phía dân cư ở phía bắc có khả năng họ sẽ men theo đường tàu hướng về phía bên này hoặc thứ hai họ sẽ chạy lên khu vực kalinivve còn khá an toàn ở cái vùng rừng và cao điểm và thị trấn phía trên Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chưa biết được rằng là Ukraine có rút khỏi cái quận bên này bờ kênh hay không, bởi vì đây chính là cái pháo đài cửa ngõ của Cha gia Ở đây thì có thể nói là tháo chạy đúng không ạ? Khi nào mà tháo chạy thôi, chứ còn cũng không ai cho lệnh rút khỏi cái khu vực này. Vậy là diễn biến trong vòng 24 giờ đúng ạ? Thậm chí 12 giờ thôi, cũng rất là ngoạn mục khi phía Nga cứ dây dưa trong vòng cả tuần. Rồi đến cuối tuần, những ngày lễ, họ bụp một cái, họ đã uy hiếp Ukraine à, dẫn tới một cái sự sụp đổ trận địa. Có thể nói là mũi tấn công nhỏ, nhưng mà như hôm qua chúng ta nói là có thể mang lại yếu tố đột phá, đúng không ạ? Và bây giờ nó đã xuất hiện cái tình trạng đột phá ở đây rồi. Tổng kết uh, tổn thất 400, như vậy là nhỏ hơn uh, so với những ngày trước, nhưng mà đấy là tính tới buổi trưa ngày hôm qua. Nhưng mà cũng vẫn là lớn, đúng không ạ? thế còn bây giờ cái cánh phía dưới thì uh, sau khi nga chiếm tới khu vực này họ đã chắc chắn là họ sẽ chuẩn bị những cái hướng tấn công xuống hướng bên dưới mục đích của họ cũng là như vậy uh, nga đã trong ngày hôm qua hai mũi công của họ đã xuất phát từ cao điểm số 215 cộng với làng ivaniska bao vây quân ukraine ở đây ukraine đã rút ra phía ngoài không biết là nga đã chiếm được đến cái khoảng nào với việc này thì Ukraine đã tìm cách rút từ đây xuống để mà hình thành tuyến phòng thủ ở khu vực này, chặn cho Nga không tiến sâu. Nhiều đội quân ở Kikicha cũng được điều về, rút về để mà phòng thủ ở dọc bờ kênh cũng như là trận địa ở khu vực này, không cho Nga tiến quân thêm. Điều này cho thấy là việc Nga đột phá ở cái tuyến bờ kênh khiến cho Ukraine cực kỳ hoang mang, đúng không ạ? Họ mất nốt cái điểm vượt qua bờ sông ở đây nữa là toàn không có thể rút được xe cộ các thứ về, cũng như là không có thể điều quân sang để ứng cứu à, nhìn chung là cực kỳ khó khăn cho nên bây giờ Ukraine đang tính bài một là phòng thủ bằng được ở đây nhưng nếu có dấu hiệu sụp đổ từ trên và từ đông sang có thể họ sẽ phải rút nhanh qua bên kia bờ sông và như vậy sẽ để toàn quân trong vùng Kikitsa, Andripka và phía tây bắc của Kurimitka ở trong cái vòng bao vây của phía Nga. Vấn đề của nó vẫn nằm ở cái điểm này quý vị ạ. Đấy, điểm vượt sông nhá. Ở đây cũng thế này, vượt sông này. Khi mất một cái là Cụm quân nó yếu hẳn đi, vì chắc chắn là họ sẽ phải rút xe về. Còn ở phía Bắc thì nó cũng có một cái khu vực đấy ở sát với lại Khiribika. Phía nga chắc là cũng đang chuẩn bị tấn công vào khu vực này, sơ muối nốt cái cửa khẩu này, đúng không ạ? Đấy để mà Ukraine cũng không rút về được, không rút về được thì những cái tuyến như Kalinovka này nó sẽ yếu rất nhanh. Nhưng mà như chúng ta đã biết rằng là trên này thì trận địa Ukraine khá là chắc, thậm chí là bây giờ họ còn giữ được cái cánh rừng ở đây nữa, cao điểm nữa. Cho nên là phía Nga đã tìm nhiều cách mà không khoan thủng được khu vực này, cho nên họ đã làm một cái cú đột phá từ phía đông, một cái căn cứ địa quan trọng của họ ở đây sang chọc vào khu vực bờ kênh và họ đã rất thành công. Vâng, một cái mũi công điểm 10 cho xứ sở Bạch Dương và tình cờ ấy thì ở ba cái mũi này chúng ta đều nhìn thấy nó đều là ba cái điểm yếu chí mạng đúng không ạ của bảo vệ cha Trasimja của Ukraine đấy cho nên là nếu mà nga chấn giữ được ba cái cửa ải này thì chắc chắn là Ukraine sẽ rất lo lắng đúng không ạ lo lắng là còn khen đấy và như vậy là chúng ta đã qua hai mặt trận sát nhau phía Ukraine tiếp tục và nói chung Ukraine thì mình không thể nói về phía Ukraine nữa rồi bởi vì cái thế trận này là do phía Nga họ áp đảo rồi đúng không? họ họ chi phối họ áp đặt lối chơi rồi đúng không ạ chứ mình cũng không thể trách nào Ukraine được nữa hướng trên thì cũng quánh nhau y đùng suốt từ Bihoripka tới Vyasalukipka Ukraine dường như là bị phía Nga đang găm quân ở đây và đây là một cái mặt trận cực kỳ quan trọng kéo dài từ trên hướng Toske xuống khu vực Rasdorivka cho nên là Ukraine đã bị Nga giam quân ở đây rồi. Một lực lượng khổng lồ với lại 5-7 mũi tấn công của Nga liền một lúc khiến cho họ bắt buộc phải giữ rất chặt ở hướng này. đúng không ạ? Đặc biệt là những cái khu vực cánh rừng phía Bắc này nếu để phía Nga vượt qua ép từ phía Bắc xuống thì coi như là Sivak nó sẽ toàn cho nên là rất nhiều quân tinh nhuệ Ukraine cộng với lại cái lực lượng pháo binh khủng khiếp của Ukraine dồn hết ở khu vực phía Tây của Sivak. À đây, các mũi tấn công của phía nga sẽ xuất hiện nếu mà ukraine lỏng tay ở hướng này. Và quả thật là không biết nga đánh đấm như thế nào, nhưng mà họ đã găm rất nhiều quân ukraine và ukraine đã phản công, uh, đã giữ chiến tuyến rất thành công ở hướng này, cho nên cho có thể thấy là họ có một cái đạo quân cộng với lại sự ưu tiên hỏa lực cực kỳ uh, hoành tráng, đúng không ạ? Nhờ vào thế trận tuyến đường hậu cần, uh, đặc biệt là cái thế trận của họ ở khu vực đây và điều đó đã giúp cho phía nga à, mở lại được cái mũi công của họ ở cái khu vực Donetsk ở phía Transnistria khá thành công nhưng mà không khéo nếu Ukraine mà bây giờ đưa quân ở đây xuống thì phía nga lại bắt đầu oanh tạc dữ dội ở phía trên và tôi vẫn thấy là có một cái gì đó còn đang chưa con bài chưa lật của phía nga nó chính là cái mũi công ở đây Đấy, mũi công mà chia cắt toàn bộ cái khu vực này không cho nối từ trên phía dưới đồng thời là Uh, uy hiếp vào cả hai cái thị trấn cuối cùng, đúng không ạ, của Ukraine, hai cái thành phố quan trọng nhất của họ. Cho cái chiến cuộc này đấy, thực ra nếu Ukraine mà mất hai thành phố này thì một trong những cái ba hướng mà họ mất, mà mất một trong ba hướng coi như là chiến cuộc nó thua ở bên này bờ sông. Và quý vị có thể xem hai cái pháo đài cuối cùng, hang ổ nó chỉ nằm cách tầm súng của nga, tầm pháo của nga một tí thôi, đúng không ạ? Họ chỉ còn dâng lên một tí nữa là họ có thể bắn được vào tận hai khu vực này rồi. Đấy là cái loại pháo cà tàng ấy nhá. Chứ còn pháo to của Nga nếu nó thừa sức nó bắn tới rồi. Cho nên là nhiều người nói rằng ở đây nó chả có gì hay cả. Thế nhưng mà bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu. Hay nói đúng hơn là bây giờ nó mới chính thức kích hoạt được một tí. Đúng không ạ. Đấy nó bắt đầu vào cái mới cái chớm đầu của cái cao trào thôi. À, chúng ta còn chờ những cái đỉnh điểm của nó trong cái vở kịch này. Trong cái chiến cuộc năm 2024 này á thì phía Nga họ có một cái điều làm cho chúng ta cực kỳ thú vị. Đó là họ tạo được một thế tuyết lăn. Tất nhiên nó chưa phải là thế tuyết lăn vào giai đoạn nó nhanh nhất, nhưng mà nó ở giai đoạn khởi điểm. Nếu như Nga có một cái nguồn lực lớn như mà như ở trong cái kịch bản uh, tích cực mà chúng tôi suy nghĩ ấy. Đấy, tức là họ có một cái lượng dự trữ lớn ở tất cả chiến trường ấy. Thì họ sẽ cho chúng ta tất cả nó không phải giống kịch nữa có nghĩa là kịch thì nó phải đến cao trào rồi nó kết thúc đúng không ạ thế nhưng mà họ sẽ đẩy chúng ta lên giai đoạn nào nó cũng có cái giai đoạn mang tính chất là cao trào tức là không phải là cao trào mà cái giai đoạn mà chúng ta gọi nhau gọi là kịch hay còn ở phía trước mắt nếu như họ có tiếp tục nguồn lực bởi vì họ tiếp tục tiến công gây sức ép và làm đổ vỡ mặt trận ukraine đúng không ạ cho nên là chúng ta sẽ không biết rằng là tiếp theo còn những cái cao trào nào nữa như ở ochiretine chúng ta tưởng rằng là đấy là điểm kết thúc rồi nhưng mà không ngờ là Nga đã xua quân và vào đánh tiếp lên. Như vậy thì cũng không biết rằng là họ đã chịu dừng lại ai chưa. Và nếu họ đánh tiếp thì đồng đấy có nghĩa có việc là quân dự trữ của Nga còn rất nhiều. Và ở đây thì hôm qua Ukraine có một vụ tấn công ngược trở lại, đúng không ạ, vào khe này, chiếm được lại vài trăm mét ở khu vực này. Với bước tiến ở đây thì Ukraine cũng chỉ còn một cái cái kịch bản tiếp theo, hai kịch bản. Một là cắt cái cái gọng kìm này của phía Nga hay là cắt cái gọng kìm này nguy hiểm hơn nhiều đấy là cái điểm này hoặc là thậm chí họ chọc vấn đây họ cắt trừ khi họ mạnh đúng không ạ đây chính là một điểm mà có thể nói như thế nào đặc biệt là cái tuyến phía Nam ấy mũi Toske chúng ta đã làm quen từ đầu đến giờ đúng không ạ phải một năm nay rồi gần một năm rồi thì đây chính là một điểm là khiến cho Ukraine đã nhức nhối nhất trên toàn tuyến này khi Nga bất ngờ tấn công ra được đây thì Ukraine đã tung hỏa lực vùi dập và tiến công liên miên vào đây đến có thể nói phải hàng trăm mũi rồi. Nhưng mà một cái mũi nó chơi lever không có cao điểm, không có hậu cần mà phía nga vẫn giữ được làm chia cắt trận địa của ukraine ở phía này xuống khu vực phía này đúng không ạ và uy hiếp vào khu vực này đằng sau của phía ukraine thậm chí là giao tranh mấy lần ở đây nga tí vượt qua sông à, cái này đã làm cho ukraine mặt trận này bị có thể nói suy yếu và tan vỡ thành hai ba mảnh khiến cho họ phải tụ tập một lực lượng cực đông đảo à, nhân 3 lần so với lại bình thường ở cái tuyến này cho nên là ukraine bây giờ muốn giải phóng quân của họ ở đây đi ấy, thì họ phải cắt được cái điểm này của phía nga à, và tất nhiên đấy là một cái việc nó cũng uh, uh, rất khó tại thời điểm này mà đặc biệt quan trọng ấy, với cái việc mà thế trận ukraine đang yếu như này mà tiếp tục tấn công có khả năng họ sẽ lọt vào cái trận địa phục kích của phía nga mặc dù ở đây thế trận của nga trông nó khá chênh vây đây gọng kìm nó mỏng tanh đúng không ạ à, đấy và nó không có hậu cần không có cái gì đáng kể cả thế nhưng mà ukraine mà bỏ cái trận điệu của họ jampolika teriza không khéo nga sẽ hồi mã thương đúng không ạ đấy à, rút cánh quân này thật xa tới tít ở đây rồi bắt đầu hai cánh vua hồi vào cánh của sườn của ukraine là toàn sau đó là họ sẽ à, gọi tiện tay dắt dây luôn hết cả những cái pháo đài còn lại và nga chơi binh pháp rất nhiều cho nên là chúng tôi cũng không loại trừ à, và họ đã cho chúng ta rất nhiều cái sự bất ngờ về chiến thuật rồi 12 giờ qua không có gì thay đổi ở Makipka cũng như là trên tít khu vực phía Tabaika, Kumane, Klisipka. Tổn thất Ukraine chỉ còn 20 thôi, nhưng có nghĩa là chả có đánh đấm gì trong suốt ngày lễ ngày hôm qua. Có nghĩa là không quan trọng, đúng không ạ? Nó không có một cái yếu tố đánh, nó không có ý nghĩa gì trong ngày hôm qua. Nó không gần mặt trận nào để mà dương đông kích tây và nó cũng không đánh chiếm được cái gì ngay mà cũng chưa chắc người ta muốn đánh chiếm cho nên là cái hướng này thì tôi chỉ thấy là phía Nga đã tròi lên đây Có nghĩa là họ rất máu Pichane rồi Thế nhưng mà cơ bản đây nó là một cái pháo đài Nếu mà không muốn nói là, là, siêu pháo đài Vì nó ở trên cao Một cái thị, 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 trấn hiếm thấy nó ở trên cao ở cái khu vực này Bởi vì là trước cái giờ Ukraine thường xây ở các vùng thị trấn của người Liên Xô Đúng không ạ? Nó toàn ở các khu vực thung lũng thôi Khu vực này Ukraine còn cái Berestove Mà như chúng ta đã nhận định ấy, họ phải giải quyết được Berestove Berestov thì nó còn một cái nữa, nó ở phía tây của Novo -Selipka. À, đấy và đây nó chính là ba thành liên thủ, ở giữa nó đều có trận địa của Ukraine khá vững chắc, ở đây là bờ sông này, và đây là cũng là một thành cực lớn này, à, như vậy là rõ ràng Nga muốn muốn xuyên qua được cái vòng xuyến chuỗi này với nhau cũng rất là khó nhưng mà họ phải tìm ra được một cái điểm yếu đúng không ạ để mà chọc được các cái khu vực đấy và cái điểm yếu nhất thì nó là cái điểm mà thành nó giãn nhất thì chính là cái brest thôi như vậy là nga phải có một cái thao tác chiến thuật nào đó ngay lập tức đánh úp khu vực này đúng không ạ rồi từ đây vàng đánh bật vào cái sườn của brest phá tan cái này rồi thì mới có thể lên khu vực này khi mà tiến về hướng này để dọa ukraine vâng nhưng mà đây thì chúng ta nhớ rằng là tướng quân của ukraine nói là mũi nguy hiểm nhất là mũi mà Nga chuẩn bị tấn công ở hướng uh, Li kupyan Lima, có nghĩa là toàn bộ khu vực bên này bờ sông. Chúng ta hãy chờ xem, đúng không ạ? Tổn thất rất thấp, còn khu vực này 110 Uleda. Giao tranh uh, bây giờ đã dừng lại ở Krasnodrivka, bây giờ thì dừng lại ở trên đất, còn trên không thì bắt đầu nó lại giữ, diễn ra dữ dội hơn. Phía Nga lại bắt đầu dùng pháo cối để mà nã vào các cái trận địa mới của Ukraine khi họ đã rút dần về cái tuyến đằng sau như vậy thì cũng nhanh chóng thôi sau khi nga đã chiếm được những cái khu vực cứ điểm này họ đang mở rộng ra hai bên và nã pháo uh, quy cỡ lớn vào các pháo đài còn lại như vậy thì uh, các cái mũi tấn công có khả năng sẽ bắt đầu trong vòng một tuần Vâng, thực tế thì uh, cái sự uh, dừng lại của phía nga trên mặt đất nó cũng là dễ hiểu đúng không ạ uh, một trong những cái thành mà nó cực kỳ là khó có thể nói rằng nhìn không biết cái cửa vào nó như thế nào Thế nhưng mà phía Nga đã có một cái mũi tấn công xuất thần để chiếm được một cái khu vực vô cùng rộng lớn và chiếm luôn được nửa nhà máy. Thì họ đã rất thành công. Có nghĩa rằng là họ đã đóng dấu để mà kết thúc bản án cho cái 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 khu vực thị trấn này rồi. Đúng không ạ? Chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau đó thì họ đã xuất thần để chiếm nốt cái khu vực phía bên bờ đông. Có nghĩa là hình thành cái gọng kìm để bao vây. Hôm qua thì họ chỉ tiến thêm được một tí ở cái khu vực này nữa thôi. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta cũng thấy là cái trận cuối cùng của vùng Donetsk nó đã được an bài đúng không ạ? Nó chỉ là vấn đề thời gian. Herorica sau khi Ukraine đánh bật Nga ra khỏi khu vực trung tâm thì bây giờ hai bên đang giao tranh ở cái khu vực cánh rừng phía bắc ở đây. Và bước tiến của Nga đã bị chặn lại, sau đó Nga đã mở mũi tấn công xuống khu vực phía bên dưới để mà kết nối hai trận địa của họ ở khu vực còn lại đây. Nhưng mà rõ ràng họ đang gặp cái sự kháng cự rất ác liệt của Ukraine ở trong cái pháo đài còn lại ở đây. Ở hướng phía dưới Provida không có gì đáng kể. Tuy nhiên, thông tin thú vị nhất ở hướng này đó chính là ngày hôm nay phía Nga nói rằng họ đã chiếm được Paraskopkipka, cái thành này. Và bây giờ các mũi tấn công của Nga đã áp sát về phía Tây đấy và hướng về phía Konstantinivka rồi. Thì tôi cũng không biết rằng là cụ thể thì Nga tiến như thế nào. Đây là cái thông tin đến từ phía Nga. Nhưng mà như chúng ta cũng đã nói đúng ạ à, là phía Nga đã nghỉ một tuần à, để mà họ chuẩn bị lực lượng bởi vì sau khi tiến qua Novo cũng là một cái uh, chiến tích cực kỳ quan trọng. Khi mà họ phải đối đầu với cái lữ đoàn số 79 cơ giới, à, có thể nói một trong những lữ đoàn mà am hiểu trận địa, thiện chiến và đã từng uh, cho Nga ăn trái đắng nhiều lần. Do nên là phía Nga sẽ phải uh, dừng lại để chuẩn bị hậu cần, uh, chuẩn bị tác chiến, đúng ạ, à, phương án đánh đấm các thứ. Bây giờ họ đã quay trở lại. Có thể nói đây là một cái hướng không biết rằng là nó có thật hay không. Nhưng mà rõ ràng với việc mà quân Nga nói như vậy thì cái mũi tấn công của họ đã xuất hiện ở cái cánh này. Bây giờ nhìn phía dưới thì quý vị có thể thấy là Ukraine đã rút hoàn toàn cho tới tận khu vực này. Đấy. Vùng xám ở đây rồi. Vậy là thực tế thì cái mũi công của Nga nó đã chạm đến phía đông của con Sintinipka rồi. Đúng không ạ? Một cái pháo đài quan trọng số 1 ở hướng Uleda. Bây giờ thì cái mũi từ phía đông nó đánh quá nhanh, mũi phía bắc thì quá chậm. Cho nên là không khéo ấy là phía Nga sẽ bỏ qua cả hướng phía bắc để mà sử dụng mũi phía đông. Còn nếu không thì họ bỏ qua cả hướng phía đông để mà sử dụng mũi phía nam đúng không ạ? Chúng ta đã nói về lại cái việc này nhiều lần. Và bây giờ thì những sự chuẩn bị của phía Nga cũng đang rất tích cực ở hai cánh trái cánh phải để tấn công vào Voleda. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu xuất quân trên mặt đất mà chỉ có những quả bom lớn tấn công vào khu vực trung tâm ở xung quanh và trung tâm. Thế còn bên trái cũng cho chúng ta một cái bất ngờ lớn cho toàn hướng Uleda. Đó là phía Nga như chúng ta đã nói trước, khi nào họ xuất kích mũi ở hướng này, khi nào thực sự khi mà Novodonyat họ bắt đầu động thủ đúng không ạ? Ngày hôm qua thì phía Nga đã có mũi tấn công thẳng về Zolotavaya. Họ tấn công về Pritsjintene. Tuy nhiên hai mũi công này thì chúng ta cũng biết rằng là chủ yếu để chặn đầu, chặn đuôi phục vụ cho mũi công chính của nga hướng về khu vực Velika từ cánh Novodnys dọc theo bờ sông ở đây. Và trong ngày hôm qua thì phía nga cũng đã tiến được khá nhiều ở khu vực hướng này. Toàn bộ mặt trận này họ đã kiểm soát và họ dâng khá cao khi mà họ dành cả tuần trước để mà già phá các bãi bom mìn vân vân. Và tiến khu vực này. Còn khu vực phía bên trái. Thì chúng ta cũng thấy luôn là họ tiến cũng rất nhiều. Những cái điểm ở bên này này. Ở đây này. Đấy. Sau khi mà họ tiến vào trong khu vực trung tâm ở đây. Thì bây giờ họ đã tiến vào thêm một đoạn nữa. Khoảng 5 700 mét nữa. Và sát với trung tâm. Phía bên dưới thì cũng tiến ra đây. Đúng không ạ. Như vậy là đã tiến một cái bước rất dài. Nối với ngày hôm qua. Tầm đây phải vài km đấy. Nếu mà diện tích. Còn uh, mũi sâu thì nó phải khoảng 1 km, còn rộng thì nó phải 3 4 km. Còn phía bên này thì họ tiến uh, khá nhiều những cái điểm rời rạc, dạ. thế nhưng mà chúng ta đều nhìn thấy là họ sẽ chặn các cái uh, điểm vượt sông của Ukraine từ bên này sang, đúng không ạ? Cho nên họ sẽ tiến song song với khu vực này để hình thành lên cái uh, mũi uh, gọng kìm bao vây của phía Nga ở bên phải đối với cái trục đường, trục thị trấn làng mạc mà Nga đã đánh mất vào tay Ukraine trong đợt tổng phản công. Trong thế này nhưng mà cũng không đơn giản đâu. Trận địa này Ukraine phòng thủ rất ác liệt. Rất nhiều bãi mìn ở các bãi đất trống và hệ thống UAV của họ hoạt động rất là ác liệt cách đây 1-2 tháng. Thế nhưng bây giờ thì chúng tôi không biết rằng là với thế loạn như thế này thì họ đã có phải rút những cái đội quân của họ lên khu vực này lên các hướng khác hay không. Nhưng mà có thể nói là trong vòng 24 giờ thì Nga đã tiến được rất nhiều ở hướng Uzozeer rất nhiều không chỉ ở một chỗ mà nó giải rác trên toàn tuyến này Đấy bên này thì điểm xám uh, này nó mở rộng ra tít bên kia bờ sông của phía U ukraine cũng khá nhiều điểm trận địa phía bên này thì họ cũng tiến lên đúng không ạ Đấy. ở đây nó chỉ có một cái dòng sông nó chia cắt cái trận địa này ra à, khiến cho phía nga sẽ rất khó ở cái hướng này cho nên bắt buộc họ sẽ tiến luôn ở khu vực đây để chặn ukraine hướng sang vượt trang sông ở phía bên kia sông to bên phải như vậy thì, vâng, chúng ta có thể nói rằng là những điều chúng ta chờ đợi nó đang xảy ra, đúng không ạ? Còn ở bên này thì phía Nga cũng tiến được một điểm khá to. Đây, một điểm khoảng nó phải như thế này, quý vị ạ. Đấy, ở bên phía trái, Staromajor. À, vậy thì là hai cánh họ lại bắt đầu tiến công rồi, đúng không ạ? Bây giờ Ukraine đang phòng thủ rất ác liệt ở cái dọc cánh rừng cộng với cái đường ở đây và đỉnh đồi. Đây là một cái trận tuyến quan trọng cuối cùng của ukraine à, tất nhiên là rất khó để nga vượt qua nhưng mà bây giờ họ đang thanh đánh lên từ phía nam à, và có thế trận rất thuận lợi ở phía bên tay phải có thể là trong thời gian tới nga sẽ tập trung tấn công ở khu vực này nếu như mà ukraine dồn bên cánh này sang để đỡ cho bên phía cánh phải vậy là dấu hiệu để chúng ta nhìn lại toàn tuyến nha quý vị nha uhm, cho thấy là từ đây này điểm khởi đầu và đây là kết thúc đúng không ạ thì Nga đã đánh ác liệt ở đây này Tiến ở đây trong thời gian vừa qua này Tiến rất ác liệt ở khu vực này này Trận địa ở đây đang bắt đầu có dấu hiệu khởi động ở đây này Và ở đây Nga đang găm một cái ủ mưu gì đó để úp sọt đội quân Ukraine trong góc này Rồi hôm qua họ tấn công qua sông ở khu vực này, khu vực này ở chỗ này thì cách đây mấy tuần họ đã tấn công chiếm hai lần liên tiếp để hướng tới cái đường này đúng không ạ còn bây giờ toàn bộ trong cái khu vực gọng kìm phía bên phải thì, uh, họ tấn công ở hai hướng và đánh chiếm khá nhiều còn bên trái thì cũng đã chiếm ngay ngoé một miếng của ukraine ngay ở khu vực uh, sát thị trấn staromajor nhìn vào trận địa như thế này với việc là nga cũng chỉ uh, nghỉ tạm thời đây thôi đúng không ạ và đây đang diễn ra công ác liệt thì nó <laughs> liên quan tới nó gần như có thể cho ta một cái dấu hiệu đây chính là cái trận địa quan mà nga đang tập trung nhất trong thời gian này, đúng quý vị. Đấy, nhất là những gì chúng ta thấy rằng họ đang bắt đầu tấn công lại trở lại ở Zaporizhia nhé, ở Ojil, ở gì nhỉ? Rabutine đấy quý vị, ở bên tay trái này, đúng không ạ? ở Zaporizhia. Rồi phía bên trên họ cũng tấn công rất ác liệt như vậy thì đây chính là một cái điểm mà họ sẽ giải quyết Velika, Kurekove, Vuleda, ba pháo đài cấp quận cực to của phía Ukraine và để mà hướng tới cái điểm sụp đổ của trận địa của Ukraine toàn tuyến vùng Đông Nga đúng không ạ họ sẽ tiến về khu vực bờ sông ở đây nó có quá nhiều pháo đài cho nên là nói đúng ra ấy, là Nga muốn làm gì họ phải giải quyết được cái tam giác này đã nếu đúng ra nó là tứ giác ở đây đúng không ạ và cái điểm khởi đầu của nó là Uleda hai cánh của nó chính là Kurekove Velika và cái điểm tập kết quân của nó chính là cái cái phần cuối này và đây chính là điều chúng tôi đã chờ đợi quý vị ạ có thể nói là đây chính là mặt trận chờ đợi mặt trận kupian cũng là mặt trận chờ đợi nhưng mà đây chính là cái điểm mà phía ukraine cần phải uh, phải đề phòng nhiều đất nó trông thế thôi với bước tiến của nga đến panvograd Diponecho zaprizia nó rất gần và đây chính là cửa ngõ đúng không ạ mặc dù bây giờ ukraine xây thành quách làng mạc ở đây kinh khủng lắm quý vị bây giờ ấy là họ xây thế này một lớp này hai lớp này ba lớp này đấy và bốn lớp một lớp ở đây nữa đấy ui rồi nếu mà đánh đến đây thì nga phải vượt qua bốn năm tầng phòng thủ còn ở đây thì uh, tuyến đầu tiên kurekov này tất nhiên là sát chiến tuyến họ có tuyến ác liệt rồi tuyến thứ hai velika porok này uh, sau đây thì chúng tôi không biết là từ đây nó đến đây có cái gì nhưng mà ít nhất ở đây cũng còn ba tuyến và chắc là họ cũng đang xây cái tuyến nối từ khu vực Konstantinivka thẳng tới uh, Porok. Đấy, chỗ khu vực này như vậy thì cái điểm yếu của nó đúng không ạ là chính là cái khu vực này Đấy, nếu mà nga tiến được lên ở cái hướng đây thì họ sẽ hóa giải cái trận địa của phía ukraine vào cái điểm chí mạng nhất ở đây cả hết kết hợp với những cánh quân của họ tiến ở khu vực phía dưới khu vực phía này lên thì họ sẽ làm suy yếu toàn bộ cái mặt trận ukraine ở cái khu vực này từ đây thì họ mới bắt đầu tấn công vào các cái thành lớn của ukraine chứ không đời nào họ tấn công từ đây thẳng vào đây Vâng, à, một trận địa ở Uleda nóng toàn tuyến, tổn thất 110 và như vậy ngày hôm qua thì tổn thất Ukraine giảm xuống dưới 1000, ngày hôm kia cũng dưới 1000. Là hai ngày chúng tôi và cùng quý vị đã vắng mặt trên chiến trường. Nhưng mà khi chúng ta quay trở lại thì chắc chắn là chiến trường nó sẽ nóng lên đúng không ạ? còn ở hướng này thì uh, thông tin cho biết rằng là bây giờ um, Ukraine đã rút ra cơ bản thì cái thị trấn nó chỉ mang thứ nhất là danh tiếng thôi nhìn từ trên cao thì tuy nó là một thị trấn uh, trước đây nó cũng khá là, là 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 dày đặc thế nhưng mà bây giờ thì do giao tranh của hai bên nó diễn ra quá dữ dội uh, bên trong thị trấn nó không còn cái gì nữa nó cơ bản nó giống đồng không mông quạnh cho nên chỉ còn danh tiếng và thứ hai nữa về thực chất ấy, thì nga cũng đã chiếm, uh, ukraine cũng đã bị nga đẩy hết ra rồi, đúng không ạ? Uh, chỉ còn dính lại một tí phía đông, một tí phía bắc thôi mà có vẻ như đêm qua phía nga còn lại tung ra đợt tấn công nào đó, chúng ta sẽ chờ cập nhật sau. Còn ở khu vực phía khe son, bang khe son ngày hôm qua khá thú vị, sau khi ukraine tuyên bố là họ chiếm được cái hòn đảo ở khu vực này từ tay gọi là từ tay ông rời bởi vì cũng chẳng ai chiếm cái khu vực này. Và đưa quân lên thì Nga đã vùi dập pháo kích trong hai ngày rồi. Ngày hôm qua họ lại tiếp tục tấn công vào khu vực bên phía bên phía bắc, bên phía bờ sông của khu vực Kherson. Có thể nói là sau khi Ukraine đưa quân lên đây thì đã giúp cho Nga xác định ra rất nhiều những mục tiêu. Ukraine tập kích quân ở đây để mà họ làm gì? Họ tổ chức vượt qua sông để tấn công lên như chúng ta đã nói. Đúng không ạ? Họ tập trung hết chỗ này còn họ tung tin là sẽ quay trở lại khu vực green key đấy, và thực ra thì họ cũng sẽ đổ bộ đấy nhưng mà cái hướng chính nó chính là cái hướng này cho nên là một ngày đã đời cho phía nga sử dụng bom fab uav để tấn công vào những cái trận địa dây đặc của ukraine ở đây sáu thành bảy tám thành liên tiếp ở trong một cái cụm chiến trường rất là đông đặc thậm chí là nga còn dùng cả tên lửa iskander có nghĩa rằng họ đã phát hiện ra những mục tiêu tập trung rất lớn nào đó ở đây À, như vậy là sau cái diễn biến lên chiếm đảo thì Ukraine đã phải rút về à, sau khi bị nga tập kích còn về bên phía này thì họ cũng đã bị phía nga lần ra rất nhiều những cái điểm tập kích và họ uh, tập kết và họ đã tập kích uh, mất rất nhiều nguồn lực cho Ukraine còn phía bên này thì họ cũng vẫn tiếp tục đưa quân qua bờ sông uh, tuy không mở rộng được trận địa ra nhưng mà những dấu hiệu cho thấy Ukraine vẫn còn đang có những nỗ lực để mà tấn công mở rộng cái trận địa do ở ba điểm uh, phía bên trái bên phải của vùng Kinki, tức là trại Kozak và khu vực Kostanska. Nhưng mà như chúng ta thấy ở đây nó chỉ là một cái điểm để mà gây cho Nga cái sự nhức nhối, điều quân chấn ải thôi. Họ cũng học cái bài của người Nga, đúng không ạ? Là họ găm quân Nga ở đây thôi. Thực tế là họ sẽ tổ chức um, tấn công ở khu vực này để mà đánh chiếm một cái vùng rộng lớn ở phía dưới làm cái truyền thông cũng như là che chắn À, uh, cái hệ thống thủy quân của họ ở vùng Mikola ép Tam Giác, Kherson, Odessa. Nếu mà Ukraine chiếm được khu vực này, thủy quân của họ sẽ rất mạnh. Vâng, đó là những thông tin trên mặt đất. Còn ngày hôm qua thì cũng là một cái ngày thông tin chiến thuật. Ukraine tổn thất rất nhiều. À, buổi chiều thì chúng ta có vụ tấn công vào ba quả Iskander đạn chùm, đúng không ạ? Vào một cái căn cứ chỉ huy của tập cánh quân phương Nam và lực lượng SBU của phía Ukraine. Sau đó thì đến đêm ngày hôm nay, một cái vụ nổ lớn chưa từng thấy ở Odessa. À, nếu mà chúng tôi vẽ như thế này nhé. Nếu chúng ta có một bức ảnh trong khung hình của tôi ấy, thì mình vẽ những cái nhà nó ở đây này. Những cái mái nhà ở đây ấy, thì cái cụm lửa ấy nó như thế này. Đấy. Và nó nhiều giờ rồi và vừa rồi cách đây mấy phút người ta còn bảo là nó không dập được cái đốm lửa đấy Tức là nó to như thế này quý vị ạ. Người ta bảo là kho vũ khí vừa mang đến từ phương Tây rất có khả năng gây gói 61 tỷ. Nó có những nguồn lực từ khu vực Rumani chạy sang và Odessa hướng này để chi viện cho tiến chiến trường Kherson. Rất to và bây giờ chưa giải quyết được cái vụ nổ đấy. Và rất nhiều những vụ nổ khác liên miên xảy ra ở cái khu vực vùng Mykolaiv, Odessa, Kherson. Cả cái chuỗi này phía, phía Nga phát hiện ra Ukraine định kích hoạt cái chuyện địa ở đây. Và đây chúng ta cũng thấy rằng Ukraine đang chuẩn bị một cái trận tấn công tên lửa trên quy mô lớn, cho nên là cái nguy hiểm nhất nó chính là vùng Odessa. bởi à, vì những cái tên lửa của Ukraine ấy thì họ tấn công ấy thì nó chỉ mang theo được một số hữu hạn máy bay từ hướng uh, Tây Bắc thôi, xuống này thôi. Đấy, thế nhưng mà cái nguồn lực nguy hiểm nhất ấy chính là UAV cộng với lại các cái tên lửa đất đối đất, hạm đối hạm đất đối hạm. Cho nên là nó sẽ gây nhiễu cho Nga nhất ở khu vực này và rất nhiều những căn cứ thủy quân cho nên Nga đã tấn công ở đây. Ngày hôm qua họ có quay những cái video ở khu vực bờ uh, biển ấy, là có rất nhiều những cái xuồng của Ukraine đã bị đạn chùm nó bắn cho chìm hết. Cho thấy là chúng ta không biết được cái thông tin cụ thể như thế nào nhưng mà Ukraine hứng chịu những tổn thất cực kỳ lớn ở vùng Odessa. Trong vòng từ buổi uh, đầu giờ chiều ngày hôm qua chúng ta đến bây giờ tức là tầm khoảng độ uh, và, uh, mười mấy tiếng đồng hồ. Hôm trước thì họ tấn công vào cái trung tâm đấy, thì hôm nay đã có một vài các cái vị cấp tá là lên bảng đếm số rồi, tức là đã có cáo phó rồi. Nhưng mà chiến tích thú vị nhất của phía Nga ngày hôm qua chính là khu vực Kharkov. Ukraine đã mang Hima đến đây. Và Hima không biết họ định khai hỏa vào đâu, khả năng là vào vùng Ben Gorod rồi, đúng không ạ? Chuẩn bị cho một cái chiến dịch ông Putin ông ấy nhận chức vào ngày 7 tháng 5. Và sau đó là ngày 9 tháng 5, ngày lễ chiến thắng. Cho nên sẽ có nhiều cái việc mà Ukraine sẽ làm ở vùng Belgorod, vùng Donetsk hay các vùng biên giới như họ đã làm mỗi ngày lần có đại lễ Nga. Lần này họ huy động cả pháo phản lực uh, Hima và kết hợp với hàng tá cái loại pháo uh, Macaron khu vực này. Nhưng mà trong ngày hôm qua khi Hima nó vừa mới dựng càng lên chưa kịp khai hỏa thì đã bị Iskander của Nga nó hủy diệt luôn cả cái hệ thống. Đây là hình ảnh cái con Hima này, nó nga theo dõi nó chạy từ hướng phía đông nam nó chạy lên, nó chui vào rừng. Đấy và nó chọn đúng một cái khoảng uh, giữa một cái uh, cái lòng của cái rừng quý vị nhìn nhé. Khoảng mà nó trống nhất ấy, đấy để nó chuẩn bị dựng càng lên. Thế thì là Iskander nó đã tìm ra. Và sau đó nó còn bắn thêm một quả Tornado S nữa mà hai cái con đấy nó bắn vào thì con kiến cũng không thể nào mà sống nổi. Vậy là Ukraine mất một cái Hima, hệ thống Hima quan trọng ở hướng này. Còn lại thì trong ngày hôm qua Nga tấn công vào rất nhiều những cái cụm đóng quân. Vài chục người chúng tôi không muốn đưa lên thông tin nữa. Đấy. Bởi vì ngày hôm qua họ tấn công rất nhiều dọc chiến tuyến. Các hậu tuyến từ Zaporizhia, uh, Riponecho cho lên khu Kramatos, Slovian. Đặc biệt là vùng Kramatos tới cái phần đằng sau của Kupian. Còn lại thì vùng Sumy và Kharkov là hai cái vùng biên giới thì ngày nào Nga cũng đánh ác liệt. Rất có khả năng ấy thì cái vụ tấn công ở Odessa mà bây giờ nó vẫn còn nổ anh quý vị. Thì nhiều người người ta đồn đại là đánh trúng cái kho tên lửa ATAC của phía Ukraine. À, và để chuẩn bị cho cái trận đánh vào à, đảo Crimea của phía Ukraine. Thế còn chúng ta nhớ là ngày hôm trước thì Ukraine đã bắn tới 5 quả à, ATAC đúng không ạ? Vào khu vực bờ Tây này. Thế nhưng mà nó cũng không khiến Nga thiệt hại cái gì. Còn ngày hôm qua ấy, thì họ lại tấn công ATAG vào vùng Lugan. À, hình ảnh họ tấn công vào một cái trại lính. Đấy, à, cũng năm quả ATAG tấn công vào một cái trại lính ở Lugan. Nhưng mà cái điều thú vị là sau khi Ukraine nói rằng là họ tấn công tiêu diệt hàng trăm quân Nga. Nhưng mà toàn bộ video lúc đấy bây giờ nhìn thấy rõ là các cái quả Atak ấy, dường như đã bị phía Nga dùng tác chiến điện tử. Nó làm phân tán hết nó toàn rơi vào những cái khu vực mà nó không có cái mục tiêu nào và những người lính họ vẫn nhởn nhơ ở cái khu vực chạy lính, không có dấu hiệu chạy trốn hay cái gì cả. Như vậy là Ukraine đã tốn 10 cuộc attack ở khu vực bán đảo Crimea đúng không ạ? Với khu vực này mà không gây một cái tổn thất gì. Điều này cho thấy là những thông tin từ phía phương Tây là có thật. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể nói rất mạnh để chống lại những cái loại tên lửa ATAC này, các loại bom đường kính nhỏ và các cái loại bom JDAM. Đến nỗi mà bom JDAM của Nga của Ukraine ấy được viện trợ nhiều, nhưng mà cái khả năng kết nổ của nó chỉ được có đâu đấy vài phần trăm, dưới 5% bởi vì cái bom đấy bị phía Nga gọi là làm hệ thống tác chiến điện tử nó bóp lệch hết. Hima cũng như vậy chỉ trừ là nó lọt được cái lưới tác chiến điện tử của phía nga đúng không ạ à, thường là những cái vùng sâu vùng xa và cái khu vực mà nó lẻ tẻ còn không nếu mà các khu vực đô thị thì thường phía nga họ à, đã làm trạch hướng được hết cái đó và cái đó thì chính phương tây họ cũng thừa nhận cho nên bây giờ là phương Tây họ không phải lo sợ hệ thống phòng không của Nga, tất nhiên họ sợ, nhưng họ sợ cái lưới lửa tác chiến điện tử phòng không của với Nga. Đấy là một cái nó không nhìn thấy, nhưng mà nó đã làm trạch hướng hết tất cả những cái đợt tấn công của các cái loại vũ khí trong cái tầm của nó. Mà tôi đoán là bây giờ phía Nga họ đang hình thành, à không, không phải đoán đâu, cái này là có rồi. Họ đang hình thành một cái tuyến Đấy một cái tuyến tác chiến điện tử ở đây này để chặn cả UAV lẫn tên lửa nhưng mà bây giờ nó đang hoạt động tích cực với các loại tên lửa và bom dẫn được, đúng không ạ? Còn cái UAV thì nó như kiểu những con kiến, con mũi nó vẫn chui lọt được qua hệ thống của phía Nga. Vâng hình ảnh những bãi cháy nổ ở Odessa vẫn uh, diễn ra tiếp tục. Ngày hôm qua thì rất nhiều đạn chùm của Nga đã được sử dụng ở cái khu vực Uzhozaiyur, -E, À, Và đây chính là một cái điểm cho chúng ta thấy rằng là phía Nga đang có một cái sự tập trung ưu tiên cho cái hướng này, đúng không ạ Như chúng ta đã nói, mặt trận mà rất nhiều người chờ đợi Vâng, như vậy thì chúng ta có 12 giờ đồng hồ thôi, nhưng mà rất nhiều thông tin sôi động Bởi vì trước đó 12 giờ chúng tôi cũng đã cập nhật nhanh cho quý vị những thông tin uh, uh, rồi uh, trong uh, 2 ngày, đúng không ạ À, phía Ukraine đã tấn công về Sevastopol và Lugan à, 10 quả attack rất đắt tiền nhưng mà cũng à, không gây tổn thất gì đáng kể còn phía Nga thì chúng ta không nhớ bao nhiêu cái đợt nữa đúng không ạ họ tấn công vào kho đạn đặc biệt là cái kho đạn hôm nay nổ và kéo dài rất lớn trên tít bầu trời rồi cơ sở chỉ huy của cánh quân phương Nam rồi trụ sở chỉ huy của SBU rồi Hima ở khu vực Kharkov và đấy là những vụ lớn, còn một vụ lớn ở Kramatov thì chúng tôi xác nhận sau. Và rất nhiều những vụ tầm nhỏ nhỏ chung chung. Trên chiến địa thì Ukraine đã không ngăn cản được để Nga tiếp tục nở hoa, à, vừa nở hoa và vừa mọc nhánh, đúng không ạ? những nhánh mới ở khu vực Adipka. Mặt trận Chasovya có dấu hiệu mở rộng của những cái đột phá mới của phía Nga, à, rồi khu vực đặc biệt là Uleda quý vị ạ, đúng không ạ? Với bước tiến của Nga gần như họ đã đánh chiếm được thêm một làng nữa và mở rộng cái điểm tấn công của họ ở hướng bên phía bên cánh trái. Nói tóm lại là toàn chiến trường Donetsk ở trạng thái nguy kịch đúng không quý vị? Chúng ta hãy chờ xem trong chiều ngày hôm nay là chiều thứ năm, chiều thứ tư, chiều thứ năm thường là những cái chiều mà nó khá nhiều những cái cập nhật trên chiến trường và xem phía Nga có thể duy trì được cái chuỗi thắng của mình, uh, chuỗi tiến quân, chuỗi thắng của mình xa đến đâu cuộc chiến này nó rất thú vị về phía nga ấy, bởi vì thực tế là chính cách đánh của họ đã làm cho khán giả của chúng tôi có một cái sự mất kiên nhẫn đúng không ạ nhưng mà phía nga một lần nữa cho thấy cái sự ẩn thân nhẫn nhịn chờ thời trong quá trình đó thì làm toàn những việc rất đúng đắn đúng không ạ có nghĩa là chuẩn bị thật nhất nhiều thứ để cho cái thời cơ nó đến và bùng lụa có thể nói là putin và đội quân của ông đã chọn cái thời khắc vàng để mà tung ra những đòn đánh chí mạng đối với ukraine vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị vào ngày thứ năm vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ